Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, sáng nay, Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tân Sáng ra mắt dự án Phố Núi House đóng trên địa bàn huyện Yên Mỹ và Mỹ Hào với nhiều mức giá cạnh tranh hấp dẫn, phục vụ người dân trong và ngoài tỉnh. Với vị trí thuận lợi, nằm gần 4 khu công nghiệp lớn là Phố Núi A, Thăng Long 2, Phố Núi B, Minh Đức và trên 200 nhà máy ngoài khu công nghiệp, đồng thời tiệm cận với các trục đường giao thông lớn như quốc lộ 39, quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Phố Núi được coi là môi trường tiềm năng, thu hút đầu tư của nhiều doanh nghiệp lớn và đặc biệt là nâng cao giá trị bất động sản trên địa bàn. Nắm bắt được nhu cầu về nhà ở và bất động sản tại đây, Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tân Sáng ra mắt dự án Phố Núi House có diện tích 20 ha, phục vụ trực tiếp các đối tượng từ công nhân, chuyên gia nước ngoài, các doanh nhân trong và ngoài tỉnh. Nói chung ở trên này thì nó rất là nhiều dự án. Tôi đi thăm 4 năm 6 dự án liền. Thế nhưng mà về nên đến đây thì cảm tưởng là thấy nó cũng thấy phù hợp, nó đẹp. Nếu như mà ngược lại là ở các dự án khác người ta nộp 100%, thế nhưng mà chúng tôi thì đây là người ta nộp có 30%, là chúng tôi cảm tưởng thấy nó phù hợp. Là điểm sáng trong việc quy hoạch thông minh và bài bản, dự án Phố Núi House mang đến nhiều lựa chọn về nhà ở, các dịch vụ tiện ích đa dạng cho người dân, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của các chuyên gia đang làm việc trong các nhà máy lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc, các doanh nhân đang làm việc tại Hưng Yên và đặc biệt là hàng nghìn công nhân trong và ngoài tỉnh đang làm việc trong các nhà máy các khu cụm công nghiệp trên địa bàn. Với các phân khúc giá hợp lý, dự án Phố Núi House có quy mô 4 tòa nhà chung cư 9 tầng, tương đương 1.106 căn hộ, có diện tích từ 30 đến 48m², có mức giá thấp phục vụ cho công nhân, 85 căn biệt thự và 583 nhà liền kề, nhà phố tiện nghi, thiết kế sang trọng, diện tích đa dạng đáp ứng nhu cầu nhà ở và kinh doanh. Đi về đây thăm quê thì thấy dự án của mình đang triển khai và mình đã đến tham quan. Khi mà đến đây mình cảm thấy là rất là trong lành và cái không gian yên tĩnh. Mình thì công tác ở trên Hà Nội nên khi về đến đây mình cảm giác như là mình rất là muốn sống ở quay lại quê mình sống, bởi vì bây giờ phương tiện cũng rất là tiện. Đi xe đi lại cũng chỉ khoảng 1 tiếng là ra đến Hà Nội thôi. Mà đấy là mình làm ở sâu trong trung tâm đấy. Thế thì mình đến đây mình nhìn thấy mình rất là ưng. Bên cạnh đó, các dịch vụ tiện ích như trường mầm non, khu trung tâm thương mại, khu nhà hàng ẩm thực, khu liên hợp thể thao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt giải trí ngày càng cao của người dân trên địa bàn. Đặc biệt, đây là một trong ít dự án có tỷ lệ xây dựng chỉ chiếm 36%, còn lại là diện tích cây xanh, hồ điều hòa, kết hợp nhạc nước, công viên khủng long với đa dạng các khu vui chơi cho trẻ em ở nhiều lứa tuổi. Là lá phổi xanh của đô thị, giúp người dân có cuộc sống không ô nhiễm, an toàn, cân bằng giữa đô thị với môi trường tự nhiên. Với nỗ lực xây dựng một không gian đáng sống, góp phần thay đổi diện mạo của khu vực, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tân Sáng mong muốn mang đến chuỗi tiện ích hiện đại, môi trường sống xanh, xứng đáng là nơi để an cư, làm việc lý tưởng cho doanh nhân thành đạt của công nhân, người dân trong và ngoài tỉnh.